Anh biết không? Em kéo anh vào đây mà. Em muốn anh chơi, anh chơi. Rồi em muốn anh dừng thì anh dừng. Tùy em à. Anh không phải là người bắt đầu cái chuyện này đâu. Nhưng mà em thấy anh khá là thích luôn. Em muốn anh không thích nè. Chứ mục đích em kêu anh tham gia chương trình để làm cái gì? Trải nghiệm đúng không? Em trải nghiệm đủ chưa? Nếu mà em trải nghiệm đủ rồi mình dừng. Cái sao ông ta? Thay cát thành đen hay vậy? Còn một cái này. Thôi được rồi, chị không cần nói nữa. Em với ông này là cặp đôi bí ẩn. Em nói gì vậy? Chị đang nói chuyện với anh. Em không có thích nhắc tới em mà cứ nhắc mất Mỹ vậy đâu. Đúng rồi, chúng mình đang nói nhau mà. Có kể. Bây giờ chị sẽ xảy ra. Anh ở chỗ với em được không? Có mùi ra mà anh lại. Thôi đừng có nhắc nữa mất công. Tôi kiểu tôi không thích mọi người có gì nói thẳng, chứ không phải là cứ hay móc mỉa nhau xong nói giống như hồi nãy á. Hồi nãy tôi cảm thấy hơi khó chịu đó. Nên mọi người cứ ẩn ý trong câu nói. Nên tôi cảm thấy khó chịu. Nên tôi không có. Anh Trường, anh có đang nghĩ giống em không? Về cặp đôi bí ẩn á. Ê, có khi nào năm nay không? Không có cặp đôi bí ẩn. Mày khó, chó là khó chắc chắn luôn. Nhìn là biết có, chắc là nhìn là biết có rồi. Có sao không? Nghĩ sao cũng có được. Suốt ngày cãi lộn miết nhau thôi. Không những cãi lộn người ta còn giận nhau nữa mà, nói gì vậy? Gừng đã quá. Em muốn nói gì? Hẹn riêng ra nói. Giờ thích chơi tiếp đúng không? Giờ thích chơi tiếp đúng không? Em muốn gì? Chứ nãy em nói gì? Nãy em la lên gì đó. Ừ, ai cũng biết hả? Ừ thì rõ ràng. Thì anh chọn cách sao? Chọn cách sao? Đó là quyết định của em rồi. Anh tham gia chương trình này là tại vì em đúng không? Rõ ràng luôn, mọi người ai cũng biết luôn. Tới giờ phút này ai cũng biết rồi. Thì sao? Anh đâu biết không? Em kéo anh vào đây mà. Em muốn anh chơi, anh chơi. Rồi em muốn anh dừng thì anh dừng. Tùy em à. Anh không phải là người bắt đầu cái chuyện này đâu. Nhưng mà em thấy anh khá là thích luôn. Em muốn anh không thích nè. Chứ mục đích em kêu anh tham gia chương trình để làm cái gì? Trải nghiệm đúng không? Em trải nghiệm đủ chưa? Nếu mà em trải nghiệm đủ rồi mình dừng. Giờ anh thích cái mới hay cái cũ? Em nói gì vậy? Anh hiểu với em á, mà anh không nghĩ là em sẽ nói như vậy. Em thích rõ ràng, em không có thích nói qua nói lại đâu. Em muốn rõ ràng à. Em muốn rõ ràng là khi mà anh nhắn tin, anh hỏi em muốn như thế nào, thì nếu mà em rõ ràng em đã đưa câu trả lời rồi, chứ không phải theo kiểu anh muốn xa cũng được. Lúc đó anh chán luôn á, muốn giật luôn á. Cái vấn đề là khi mà em khó chịu á là em biết là nên dừng rồi. Mà phóng lao phải theo lao thôi.
Thì bây giờ đó em có cơ hội để dừng lại rồi đó. Sao em thấy sao? Không thích. Hả? Không thích. Không thích cái gì? À, nếu em khó nói thì ok, mình nói với ekip luôn. Anh không muốn tìm hiểu hả? Muốn điều gì? Hình như em quên là anh tham gia chương trình này là vì cái gì rồi á. Do ai luôn á. Xong rồi bây giờ em chắc anh rồi. Chứ em mong anh phải làm gì? Anh biết rồi, chắc là cho em xuống xe. Em không muốn đi cái làng gốm trong ngày hôm nay. Em muốn ở nhà nghỉ ngơi xíu. Chào các bạn, mình tên là Lưu Hoàng Lan Anh, hiện tại 23 tuổi, là một tiếp viên hàng không. Xin chào các bạn, mình tên là Lâm Vạn Phúc, nay mình 25 tuổi, tại là tiếp viên hàng không, chung công ty với lại Lan Anh. Thì Phúc và Lan Anh, tụi mình là cặp đôi bí ẩn. Mình và anh Phúc quen nhau được hơn một năm rồi. Cái cách mà để Phúc và Lan Anh tiến đến với nhau thì Phúc nghĩ như bao người thôi. Phúc có nhắn tin với Lan Anh thì cũng cố gắng tán tỉnh, nhưng mà lúc đó thì nhận ra Lan Anh đang có người yêu rồi. Thì cả hai cũng có nói chuyện vài câu, nói chuyện không có nhiều, nhưng mà Phúc thì vẫn theo dõi Lan Anh qua Facebook và Instagram. Thì bỗng nhiên một ngày Lan Anh đăng một cái story, nội dung thì là giống mấy người mới chia tay. Giống mấy người mới chia tay. Thì với đầu óc nhẹ bén của mình, Phúc đã nắm bắt được cơ hội. Thì khi được ngửi được cái mùi cơ hội đó thì Phúc đã nhắn tin reply cái story của Lan Anh. Thì câu chuyện bắt đầu tiến xa hơn từ đó. Trong cái thời gian mà mình có tìm hiểu một bạn đồng nghiệp, tìm hiểu nhau được một tháng thôi chứ chưa phải là gì sâu đậm hết, thì lúc mà anh Phúc có nhắn tin với mình á thì mình cũng khá là thích anh này, nên cái lúc mà mình chấm dứt với cái người kia xong á thì mình biết là anh này cũng đang theo dõi mình, nên mình cũng có một cái động thái gì đó kiểu thử thôi. Thì anh này dính bẫy thiệt. Thì anh này có nhắn tin cho mình, thì tụi mình cũng có những cuộc hẹn gặp nhau, chia sẻ rất là nhiều. Thì thật sự ra là nhà của Phúc, mọi thành viên trong gia đình của Phúc rất là thích Lan Anh, một cô gái rất là đảm đang. Đôi khi có sự ngây ngô trong đó, nhưng mà đó là một nét dễ thương. Thì Phúc cảm nhận được rằng là mọi người đều thích Lan Anh, và theo Phúc thấy thì Lan Anh cũng hòa hợp với lại mọi thành viên khác trong gia đình của Phúc.
thực ra thì nhìn anh Phúc á, ở bên ngoài có vẻ là hơi khó gần, với lại nhìn mặt hơi gian. Thì cũng như những bạn nữ thời gian đầu gặp anh Phúc thì có vẻ là không được thiện cảm cho lắm. Cho nên thì gia đình em khi mà không có tiếp xúc nhiều thì cũng có một ít quan ngại. Thì em tham gia chương trình này cũng một phần để gia đình em thấy được cái vẻ ngoài nó hơi khó gần thôi, chứ thực ra bên trong nó là ấm áp. Ngày đầu tiên của cặp đôi bí ẩn diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên mà Phúc gặp gỡ các bạn trong chương trình Love House, thì thực ra Phúc là một người rất dễ tính. Và trong suốt quá trình buổi ghi hình ngày đầu tiên thì Phúc không có thấy một cái khoảnh khắc nào gọi là khó xử. Và còn thuận lợi hơn nữa khi cặp đôi bí ẩn tình cơ có cơ hội đi chung với nhau. Thật là may mắn thắng cuộc, được vào chơi sung sướng. Rồi hôm nay thấy sao? Bé quá cười rồi. Cái này giống như hai imposter ở trong team 8 người. Giống y chang cái trò imposter hồi trước mình chơi luôn. Kiểu mắc cười vậy. Ủa mà không biết mình... Không ai nghi em với anh luôn. Chung nói chuyện với ông, lại... Ai cũng nói đó. Yuri nhiều. No. Ổng sao sao á. Diễn á. Không mà ổng kéo dài quá rồi. Thích. Anh cảm giác vậy. Chứ anh không ai kéo già hả? Anh kéo nào đúng không? Anh bình thường. Thì tới giờ vẫn đâu ai biết đâu. Không ai nghi ngờ luôn. Anh thấy cũng dễ hả? Kiểu như mình không diễn gì luôn á. Tức là mình bình thường. Với lại một phần là do ông Trung. Ông tấn công nó ghi dữ quá nên mọi người nghĩ vậy. Ông là em sợ ông chết luôn. Tự nhiên cái ổng số điện thoại của em hả? Dạ. Lẹ ghê. Không, mấy ông công gia thích em à. Ủa vậy hả? Nãy vô trong phòng nói thích ai? Thấy gái tiếp viên ok nhất. Ghê vậy? Ừ. Sợ quá à. Thích à. Giờ thích sao từ chối đây? Chết đứa to. Vào đêm đó, thử thách đầu tiên cho cặp đôi đã đến. Cái khoảnh khắc mà Phúc chọn Yuri để nắm tay, có một giây phút nào đó Phúc nghĩ rằng Lan Anh sẽ cảm thấy hơi khó chịu về điều đó. Nhưng Phúc tin là Lan Anh sẽ hiểu cho Phúc rằng đây chỉ là một trò chơi thôi. Và ai cũng có một vai trò trong trò chơi đó. Thì cảm xúc của mỗi người họ có thể giữ riêng cho họ. Và chuyện đã xảy ra rồi thì mình nên chấp nhận nó thôi. Vì đơn giản đó chỉ là một trò chơi thôi. Anh làm nè. À thì khóc vậy. Ôi khóc luôn kìa. Không sao, không sao, vui, mẹ em vui, mẹ khóc cái mạnh khóc á. Ủa sao khóc thiệt rồi bà con ơi, sao giả bộ á? Giả bộ đúng không? Khóc cho hạnh phúc á. Vui vui mà đúng không? Mình là anh em mà đúng không? Vui vui. Đâu em xì mũi đã. Để nói về cái khoảnh khắc mà Trung hôn lên mũi của Lan Anh, Phúc thấy Lan Anh rơi nước mắt vào cái khoảnh khắc trước khi Trung hôn lên mũi của Lan Anh. Tới Phúc thì chuyện đó là chuyện Phúc có thể lường trước được. Tại vì trong cái quá trình mà quen với Lan Anh thì Phúc cũng đã hiểu được tính cách của Lan Anh. Lan Anh là một người rất mau nước mắt. Bất kể chuyện vui, chuyện buồn gì thì Lan Anh cũng dễ bị cảm xúc lấn át mình. Nên trong cái khoảnh khắc đó thì Phúc cũng thông cảm được cho Lan Anh.